Hello, em chào anh chị em hiệp 2 của đêm ngày 20 tháng 4. Tối hôm nay hiệp 2 thì em lên cho anh chị em một ít M65 ha. M65 vì hôm qua sale hàng cho anh chị em đã ủng hộ em. Đúng là lần đầu tiên thấy hết sạch. Nhưng mà nói hết sạch chứ không bao giờ nó hết sạch kho được anh em ơi. Cứ lai hoài vẫn không hết được. Cái này vẫn đâu là đúng. Tối hôm nay em lên anh chị em tiếp M65 này. Thì số điện thoại của shop là 0911337139 nha anh em. Anh em đây là số Zalo của shop. Nếu anh em có nhu cầu cứ liên hệ giùm em ha. Tên tay em là một con M65 dây đồng cổ đồng này. Có mũ ở trong anh em ha. Nó bóp mũ cồng cành trong này. Rồi. Con này là dài 75. Tối nay em vẫn sell M65 cho anh chị em tiếp. Dài 75 là sọt. Rất là ngắn ha. Con này size small sọt. Anh em 60-70kg và cao 1m7 trở lên. 1m7 trở lại. Con này là đời của nó là đời bao nhiêu ta? Đời 80. Cái mặt trước của nó này, con này là dơ như con lợn, dơ hầy luôn. Cái phần đằng trước của nó thì chỗ này là cái vết gỡ tem nha anh em. Anh em mà mua con này về là một là phải xử lý hết cái keo này ra này. Hai nữa thì phải may một cái tem tròn lên đây. Cứ chơi thử là biết à. Và thứ ba là ở dưới này nó dơ như con lợn này. Anh em nhìn thấy dơ không? Nó dơ hầy ở dưới ta. Anh em nhìn rõ à, rõ con heo mình mua xử lý được thì mua này. Đó, dơ. Còn cái phần dây kéo của nó nha anh em. Dây kéo ok. Dây trên thì còn mà dây dưới thì mất. Dây dưới thì mất ha. Ơi, đằng sau chỗ này thì cũng đẹp. Đẹp chỗ này nó dính một chút dơ này. Đây nó dính một chút dơ ở đằng sau ha. Con này đẹp. Chỉ có tội là ngay cái tà đằng trước là ông này ông lùi lắm luôn. Đây có một cái tem rin này. Đây cũng vết gỡ tem và nó dơ như thế này luôn. Trời ơi, cái này là em sợ không có giặt ra đâu này. Anh em về chỉ có bẩn lao động thôi. Nó dơ từ trên này xuống dưới luôn. Em nhìn thấy không? Dơ. Ngựa hả? Trời ơi, ba ơi, sao rộm nó bò lên đường hào rồi kìa. Đi vào kêu ba tắm rửa cho. Chết cha. Rồi, xong nha anh em. Còn cái ông tay này anh em. Ở đây thì trên bắp tay của nó cũng có một vết gỡ keo. Ở đây lủng một lỗ nhỏ này. Anh em thì nếu bẩn con này là mua một cái tem. Tem tròn nha, nó to như thế này thì nó che luôn cả cái vùng này. Nằm ngay bả vai là máy tem là đúng bài luôn. Ống tay thì ngoài này thì không có gì. Ở đây nó cũng dơ dơ nhẹ nhẹ thôi. Nói chung là nó dơ mà nó giặt rồi mà nó chưa có ra hết. Một bên này cũng vậy nha anh em. Bên này cũng vai bên này cũng vậy luôn. Mình cũng chơi hai cái tem chà bá luôn. Chỗ này là vết dơ này. Rồi xong. Con này là em bán với giá là 1.100.000. Chốt cho em mã 5. Size nhỏ nha. 1.100.000 chốt cho em mã 5. Em bận vào cho anh em dòm này. Cho anh em nhìn kỹ khúc dưới. Em là 55kg, cao 1m58 à. Cái này mà luôn cái dây vào nữa thì nó nhỏ như thế này là rất là đẹp luôn này. 1.100.000 chốt mã 58. Cái này là may cái tem vào đây đúng cái ngay cái bả vai của mình là đúng đẹp luôn. Đó, hai cái vết này này. Rồi ok. Một con mã 5 nha anh em, mã 5. Rồi tiếp một con này M43 này. Anh em sưu tầm M43 này. Có ai biết gặp M43 bao giờ chưa anh em ơi. Con này là M43. 34 là 43. Anh em nhìn cái cổ của nó này. Cái ve cổ của nó. Em đo chiều dài của con áo này.
Áo này dài 76. Dài áo 76. Con này cái túi của nó cũng giống như M65, túi trên và túi dưới. Túi dưới của nó thì cúc của nó màu nâu nha anh em. Còn ở trong cái túi của nó là túi trắng. Túi trắng giống cái dòng của thằng thằng đời sau mấy của M65 ấy. Nhưng mà áo này lại không xài bằng giấy kéo mà xài bằng cúc. Anh em mà sưu tầm hàng xưa thì nên mua con M43. Nguyên cái hàng núc của nó ở trong này thì nó đơm là nó lồi cái chỉ ra ngoài này. Đều màu đẹp luôn. Không có một cái vết gì gọi là hết. Khi mà mở cái mấy con M43 này hay bị nục lắm, hay bị rách lắm. Nhưng mà con này còn mới hăng luôn. Đây cái vê cổ tay của nó anh em dòm này. Vê cổ tay của nó còn đẹp không? Vê á, cái vê áo á. Đó, chưa? Quá đẹp luôn. Sau đều đẹp. Sau cũng đều đẹp. Chỗ này có một cái chấm dơ gì á này. Rất là nhỏ xíu xíu thôi. Bên này cũng vậy nha anh em. Không có một cái vết gì gọi là dơ hay là cái gì hết. Chỗ này mới có một cái điểm nhấn này. Cái kiểu là cái này nó nhúng lại cho nên là nó bị dơ bụi nó bám vào đây. Nhưng mà anh em về mở dùm em cái dây rút ra nha. Dây rút nó rút sâu quá làm thắt cái eo của mình này. Ở trong của nó cùng chỗ này nó màu vàng vàng. Rồi bây giờ em bận vào con này là 1.700.000 mã 1. 1.700.000 mã 1. Nếu như mà rút dây để nguyên vị trí như thế này thì con này chỉ có 70kg bần vừa. Nhưng mà mở cái dây này ra này. Mở cái dây rút của cái ông này rút lại á. Mình mở ra cho nó buông như áo 165 thì con này nhảy lên được 80kg. Rồi tùy anh em lựa chọn à. Còn cái vê cổ thì em bần cho anh em nhìn thấy này. Đó, có một cái tem riêng. Rồi ai chốt con này là mã 1. Giá 1.700.000 nha anh em. Đẹp, con này đẹp tầm được 95% rồi, vải dày. Rồi tiếp một con này nữa nha anh em, thanh đồng cổ đồng. Cái cổ của nó là đuôi cá. Cổ đuôi cá nha anh em. À, có mũ hẳn hoi ha. Bịt quạt ở trong nghe có ù ù miết. Em đo chiều dài của con áo này, dài áo của nó là 81. Tem size của nó là medium regular 70-80kg và cao 1m7 trở lên bằng ok. Con này đời 72 nha em. Đời 72. Rồi con này ở, nói chung là vải này rất là dày. Ở ngay cái thân đằng trước của nó chỗ này bị dơ này. Anh em nhìn thấy dơ đây mà. Có một vết dơ nhẹ nhẹ thôi. Dơ bịt hai quệt nhẹ nhàng. Tắt quạt đi chơi ồn đóng lắm. Tắt luôn đi. Rồi cái phần dưới chỗ này anh em này. Phần dưới cái tà của nó là dơ dơ nhẹ nhẹ nha. Lâm tâm nhiều lắm. Em quay lại gần cho anh em dòm thấy này. Nó chấm 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 nhẹ 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 nhỏ nhỏ. Rồi đằng sau nguyên một cái bãi luôn. Đằng sau cái gì dính lên anh em ơi này. Nguyên cái gì dính lên đây này. Nó đang rít rít nha. Cái này có thể giặt ra này. Nó dính tay em luôn này. Như kiểu đường á. Nè. Nó rít. Rất là rít. Là cái bệt dơ này nó dính từ trên này xuống. Con này có khả năng giặt ra, vô tư giặt ra. Bởi vì nó nhẹ, nó dính như thế này. À, cái phần này nó văng lên đây ha. Đó, nó văng nhẹ nhẹ từ từng chấm văng lên đây. Rồi, đằng trước cũng vậy nha anh em. Trước này, có cái bệt như kiểu nước này. Ở đây nữa nha anh em. Nó là cái bệt dơ của cái thằng đằng sau nó dính vào trước. Cái phần ở dưới này thì dơ nhỏ nhỏ lâm tâm, nhỏ nhỏ lâm tâm đầy luôn này. Nhỏ li ti đầy ha.
Rồi cái đầu khóa, đầu khóa của nó anh em ạ. Áo thì dây trên dây dưới đầy đủ hết. Cái đầu vào của cái bên này này, hào tránh ra đó con. Anh em dòm cái đầu vào của cái khóa ha. Bây giờ mới qua ống tay. Qua ống tay này. Nói chung là cái vết dơ này nó lẻm nguyên cả cái áo này luôn. Nó lẻm nguyên cả cái vai này luôn. Ống tay đằng sau thì không có. Cái ống tay bên này nói chung con này là không biết giặt ra được cái thì hơi bị định luôn. Đây là dơ luôn nữa này. Em like, em ghét nhất like 10 số 5. Nó nặng, nó kịch cả tay luôn. Đây, nó dơ loang ở đây nha em. Vết dơ của nó này. Ngay cái cùi chỏ này một cái vết đất bự cha bá nữa. Đây nha em. Dơ. Anh em mà chốt con này là phải biết về mà giặt này. Dày, nó dày, chất vải của nó là đang còn hăng dày lắm. Con này là 1.1 triệu, mã số 7. Em vẫn cứ phải bẩn lên cho anh em. Thật sự rất là dơ. Dơ mà cứ phải bẩn thôi. Đây, đây là nó có vết dơ nằm trên tay. Nói chung là con này dơ rất là nhiều. Có thể là em báo lỗi không hết được vì cái dơ. Áo thì rất là đẹp. Giặt con này ra là đẹp mơ này. Nhưng mà bao vết dơ này là đang còn ướt luôn nha. Đang còn ướt luôn á. Dây trên dây dưới đầy đủ hết anh em. Con này nó còn chơi thêm cái rong của Mỹ vào đây nữa nè. Rong bằng nhôm hay inox gì đang biết. Rồi 1.1 triệu mã 7 giùm em à. 1.1 triệu mã 7 giùm em này. Có một con M65 rần ri này. Con này bạc đều màu nha em. Con này áo màu bạc nhưng mà áo cũng bạc đều màu. Có một tem lụa đây này. Wow. Có một cái tem lụa. Thân đồng cổ đồng. Thân đồng cổ đồng nhưng mà con này tay cầm mất rồi. Vẫn còn xài vô tư. Đó, vẫn còn kéo vô tư. Con tối nó mất tay cầm, mũ vẫn còn ha. Áo tắm ra ngoài con đầy bụi lắm. Dài 84 nha anh em. Dài 84 là long mất rồi này. Cái tem của nó cũng mờ tem nha em. Trong này còn lủng rách nữa ha. Em bán con này với giá này thì chẳng qua là bán cái bộ dây kéo. Còn tặng cái áo. Con này em dám tự hào là em gỡ bộ dây kéo ra em bán 500 ngàn. Giờ bán cặp dây kéo tặng áo. Nhưng mà trên này còn có một cái tem lụa nữa nha. Nhưng em vẫn review cho anh em xem cái đầu khóa của nó này. Đầu khóa vào của nó. Dây trên. Dạ đây. Dây dưới thì mất dạ rồi. Nhưng mà áo nó bị xước cái lớp trong. Áo thì không có dơ mà nó xuống đều màu. Trên vai của nó cũng nục rồi này. Trên vai của nó cũng bị rách rồi nha em. Con này nó mòn mỏng rồi nha. Rớt cúc. Trên cầu vai bị rứt cúc luôn. Nói chung con này anh em mà bẩn đang được vài ba năm nữa. Trên này nó cũng bạc bạc, dơ dơ. Con này anh em mà bẩn đang được vài ba năm nữa. Con này lại đặc biệt đầu đồng nhưng mà cái khóa kéo là nhôm. Khóa kéo này của dây nhôm nó bỏ qua đầu đồng. Nhưng mà mất cái tay cầm cũng chơi bằng cái khuyên này luôn. Con này đang vô tư xài. Lấy cái phụ kiện của nó là đủ rồi. Còn con áo này coi như là bán dây kéo tặng áo. Vô tư mà bẩn ha. Dây kéo đồng. Con này tương đương với anh chị em là small 60-70kg. Và cao 1m74 trở lên small long. Em bán con này với giá là 500.000. Để coi thử coi nó xài bằng cái này nó có ăn không. Đó, vô tư. Vẫn xài vô tư nha anh em. 500.000. Chốt cho em mã 4. 500.000 chốt cho em mã 4. Tiếp một con M65 nữa nha anh em. Con này chất vải dày này. Con này là của Alpha đảm bảo luôn. Dòng Alpha nó màu xanh xanh đẹp lắm, xanh. Con này size lắt rêu lơ 70-80kg và cao
70 xe lắc 80 đến 90 kg và cao 1m7 trở lên. Nó là đời bao nhiêu? Con này không có đời. Báo cáo anh em, con này không có đời. Trong xanh đều đẹp màu à. Con này là của Alpha này, nhưng mà sao không có chất vải cơ kỳ. Dài 82. Dây kéo mà có mũ hay không mà sao lại không. Con này là dây kéo nó hơi ngược ngược tay. Có mũ nha anh em. Con này có mũ. Con này là, khoan em coi lại con này nè. Con này báo cáo anh em là nó USA nha. USA M65. Rồi M65 là được rồi. Khi mà mình xem trên cái tem mà có cái chữ M65 này là ok rồi. Rồi cái thân này đều đẹp màu nha anh em. Con này màu xanh như kiểu màu xanh ngọc á. Đầu khóa này, đầu khóa thì hơi bị ngon. Dây trên còn, dây dưới mất. Bây giờ anh em đừng có đòi em bỏ dây vào nha. Vì lô khăn dù hôm rồi em cắt cho anh em hết rồi. Bây giờ không có dây nào nữa mà bỏ vào, cho nên là đòi nữa là em không có mà đền đâu à. Rồi đằng sau đều đẹp hết nha anh em. Sau đều đẹp hết. Nói chung con này đều màu, xanh đỏ đều màu. Đầu khóa của nó này, cái dòng này của Alpha, cho nên nó không giống như những con áo khoác khác. Anh em lưu ý giùm em nha. Của thằng Alpha, Alpha từ chất màu cho tới cái ấy, nó đặc biệt riêng của một cái hãng này. Tuy là của Mỹ nhưng mà nó đặc biệt riêng. Cho nên anh em lưu ý giùm em. Đó, xanh đều màu luôn. Nói chung con này xanh đều màu. Nhưng mà đáng lẽ nó có một cái tem Alpha ở đây nữa này, mà nó bị đứt đâu mất tiêu rồi á. Có một cái tem Alpha nhỏ nhỏ nó kẹp theo. 8-90 kg. Đồ mới của nó là trên 95%. Màu xanh ngọc, rất là đẹp, dày. Con này em bán với giá của nó là 1.4 triệu mã 3. 1.4 triệu mã 3. Một con màu. Bữa nay hay gặp nó vậy không biết. Con này là dây kéo nhôm. Có mũ nha anh em. Con này có mũ hẳn hoi à. Size của nó là small regular 70-8. Small là 60-70 kg và cao 1m7 trở lên. Con này là đời của nó là đời 69. Trong này chất vải bublin, vải satin. Dài áo của nó là 79. Cái cổ vuông nha anh em. Con này màu cổ úa, bạc đều màu ha. Nó màu cổ úa, cho nên là ở trên này này, nó màu cổ úa, dưới này dính thêm màu dơ nữa, nó thành màu vàng vàng. Vàng vàng đất đất. Này, cái khúc dưới này nó dơ dơ này. Anh em nhìn thấy màu này nhìn nó bẩn bẩn á. Đó, dơ dơ đầy đấy nha. Dơ dơ hầy hầy nha anh em. Con này lại đặc biệt nó bị bung chỉ nữa này. Cái lai trong thì nó tưa tưa lướt tướt. Con này anh em mà mua là về chịu khó đạp giùm em một cái đường chỉ lai này. Vì lâu năm quá chỉ nó bục, nó mục, nó rớt ra. Rồi. Đầu vào, anh em dòm đầu vào giùm em này. Đầu vào khóa kéo, đầu vào. Dây dưới còn, dây trên còn. Đằng sau thì ok. Sau đẹp nha. Đằng trước thì như con mèo. Đây anh em này, nó lem luốc ở đây ha. Túi trên, túi dưới đều dơ. Cái nhất là cái phần dưới này này. Nó dơ, nó dính dơ. Mấy cái nhỏ lăn tăn, nó bẩn lâu động thì được ha. Còn cái đầu khóa vào dây kéo này. Rồi 60-70 kg. Con này 1.7 triệu mã 6. Ở cái ruột trong ở trên này nó cũng bung chỉ ra nha anh em. Cái ruột trong ở trên này nó cũng bung chỉ ra này. Nói chung là nó rách ấy. Con này là 1.7 triệu mã 6. 60-70 kg, size nhỏ anh em ơi.
60 tới 70 ký bạn ok. À, nó bị bung chỉ cho nên nó lùa thua lụt thuột. 1,7 triệu mã 6. Lên tiếp một con này màu xanh ô liu, chất vải kaki dày. Con này tem áo thì xanh ngắt này. Áo thì xanh ngắt nhưng mà tem thì mờ hẳn. Đo chiều dài của con áo này nha. Dài áo là 80, có mũ ở trong nha anh em. Cái đầu vuông. Con này chất vải của nó giống cái vải vải bộ đội quá à. Nó dày cực luôn á. Chất vải ở đây nó dơ này anh em này. Ở đây nó dơ à. Dơ từ đây xuống này. Ở ngay cái nắp túi này nó cũng dơ nữa này. Con này về giặt là nó mới lắm. Nhưng mà hình như cái loại này nó giữ màu. Nó giữ màu, một màu xanh giống như cái con mà con đời số 7 á. Đây nó dính dơ ha. Ở dưới này nó dơ mà mình không nhìn thấy được vì con áo này rất là xanh. Nó dơ đất rất là nhiều đây này. Con áo này nó còn xanh đen luôn. Cho nên không có nhận ra được là dơ ở đâu. Cái đầu khóa của nó này, dây trên, dây dưới đầy đủ à. Cái lai của nó cũng tưa rồi mà con áo vẫn cứ một màu xanh nghít luôn. Xanh ngắt luôn ạ. Rồi. Đằng sau ok, con này đảm bảo là size small này, size nhỏ luôn này. Đây đằng sau ở dưới mông là dơ một chấm rồi này. Một cái vạch nhỏ nhỏ nha, gọi là trợt này, bị sạt trợt quá. Con này giặt ra mới biết được cái màu của nó. Nó xanh mà nó xanh đen luôn. Đây có một vết dơ nhẹ nhẹ. Đây có 2-3 vết nhẹ nhẹ luôn này. 2-3 chấm nhỏ nhỏ đây luôn. Anh em mà nhìn con này mà về nhận, về tới nơi là nhìn giống như đưa một con lợn rừng về á. Nó lùi ở trong đất. Đó, dây trên này. Nó lùi lắm luôn. Nó rất là dơ luôn. Cho nên là nhìn con này mà cái cổ này, cái cổ này, thật ra là nhìn cái áo không ưng, nhưng mà giặt ra là hơi bị đẹp. Em mà có thời gian em giặt ra em tút này. Cái vết dơ của nó thầm tệ mà nó dơ. Chỗ này nó bung một chút chỉ nha anh em. Về đạp giùm em cái nha. Nó quá dơ luôn. Cái miếng dán này thì nó bị rớt cả cái dán qua đây luôn này. Vậy anh em phải may lại rồi đó. Ông này ông chắc từ ngày ông bệnh tới ngày ông bỏ ra là ông không có giặt ngày nào ông giặt hết á. Anh em nhìn thấy cái đồ dơ của con áo không? Khiếp khủng. Rồi con này là cũng small 60 tới 70 kg luôn. Con này dài 80 là small regular. Xanh luôn nhá. Con này chất của nó xanh thiệt. Nó là cũng cũ lắm rồi đó, nhưng mà vẫn giữ nguyên một màu xanh. Giữ nguyên một màu xanh, không hề mà có cái dụ mà nó xuống màu. Tem thì trắng rồi. Áo thì dơ hầy. Nhưng mà vẫn cứ xanh ngắt. Size đẹp, áo cũng đẹp. Con này là 900.000 chốt mã 8 giùm em. Rồi tiếp một con này dây nhôm nha anh em. Nhưng mà nó bị hư khóa rồi. Nó hư khóa rồi nha em. Con này là có mũ à. Có mũ hẳn hoi này. Hư dây kéo cổ. Rồi dài áo của nó là 80. Tem trên mất. Tem trên mất rồi. Tem dưới cũng mất. Nhưng mà tem dưới tem to nha. Tem dưới là đời số 7 lần á. Cái lai cái này trong là cũng te tua sơ mướp này. Túi trắng này. Đời số 7 nhưng mà con này là bạc màu lắm rồi đó. Đời số 7 mà làm cho nó bạc màu như vậy là rất là khó nha anh em. Vì cái thằng đời số 7 nó giữ màu xanh thực sự rất là lâu. Con này bạc màu nha. Đó. Hay là cái màu của nó màu như vậy ta. Cái vết gỡ tem nó cùng với màu này luôn này.
Đây, ở phần trên này thì chỗ này dơ nha anh em. Đây là vết inox này. Còn cái chỗ này thì nó bị một vết bạc. Ở dưới này nó cũng dơ luôn này. Anh em nhìn thấy cái vết đen này không? Đây, anh em nhìn thiệt kỹ nha. Mua đồ là phải nhìn thiệt kỹ, không là chết. Còn cái đầu khóa thì rất là ngon. Cái phần ruột trong là mạng đi mạng lại rồi à. Nó mạng lát rồi nè. Dây trên thì còn, dây dưới còn, dây trên tuột mất tiêu rồi. Nói chung cái ruột ở trong thì nó lâu năm thì nó mục chỉ ra là phải chắc rồi. Cái này là mục chỉ rồi này. À, mục chỉ ra rồi ha. Rồi qua thân đằng sau. Đằng sau thì cũng đều xuống, đều màu, không có dơ. Nói chung con này rất là đều màu. Vết gỡ tem này chứng tỏ là vết mới của nó cũng chỉ có tới đây thôi. Vết inox vào đây có một vết bạc dơ. Cái phần dưới này mới là phần đáng nói này. Nó như kiểu mối mọt ăn á. Nó bị lủng lủng mấy cái lỗ này. Đây nó lủng lỗ tâm luôn nha anh em. Đây thì vết dơ này. Vết dơ. Rồi, đầu khóa mất luôn. Con này chơi được cái dây nhôm mất đầu vào luôn, mất đầu khóa luôn. Rồi con này thì để em bận vào ấy là 750, 750 ngàn mã chi. Anh em mua con này về phải mua một cái đầu khóa vào. Con này là 70-80 kg. 70-80 kg, hồi nãy em đo chiều dài bao nhiêu ta? Chốt cho em con này 700 bao nhiêu này. Cái V của nó này, em chưa có quay review ống tay nha. Đây bị dơ này. V của nó lủng loét này. Đây dơ nữa nha anh em. Dơ ống tay này. V này. Rồi. Ai chốt con này thì 750 ngàn. Chốt mã 9 giùm em. Dây keo nhôm. Rồi em lên tiếp một con không quân nữa nha anh em. Con này có ruột luôn. Một con không quân có cả lót đi kèm. Con này màu đen hồi tối có một con mà không biết cho anh nào này. Người ta chốt rồi mà giờ đang lù thêm con nữa. Dài 64 cm.